Thưa quý vị, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có và lợi ích của trái chanh mà vợ chồng ông Bùi Văn Khắp ở xã Thường Bình, huyện Thạnh Hóa đã cho ra đời thành công sản phẩm rượu chanh mang thương hiệu Khắp Phượng. Sản phẩm là minh chứng cho sự tìm tòi, hình thành ý tưởng của những người nông dân hiện đại dám nghĩ, dám làm, góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm. Sự có mặt của sản phẩm rượu trái cây này khiến cho không ít người tò mò. Bởi lâu nay, chanh là loại trái cây quen thuộc, nhưng mà ít ai nghĩ tới việc có thể sử dụng nguyên liệu này để chế biến thành một loại rượu thơm ngon, bổ dưỡng. Chủ nhân làm nên thương hiệu sản phẩm rượu chanh Khắp Phượng làm nhiều người ngỡ ngàng hơn. Bởi hương vị độc đáo, thơm nồng của loại rượu trái cây được ủ kín và lên men tự nhiên bằng quy trình thủ công khá độc đáo. Từ việc hái, sơ chế, ủ lên men, cứ một lớp đường phèn thì một lớp chanh. Hỗn hợp này được ủ trong vòng 20 cho đến 30 ngày. Cơ sở sản xuất rượu chanh của gia đình ông Bùi Văn Khắp được làm tại hộ gia đình, chịu trách nhiệm các khâu cũng là hai vợ chồng ông. Sản phẩm rượu chanh của gia đình đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và đã thực hiện các bước đăng ký thương hiệu nhãn hiệu độc quyền sáng chế với thương hiệu rượu chanh Khắp Phượng. Nói chung là rượu này thì mình làm bằng thủ công. Cái chất lượng mình trong cái chất lượng thì mình không có bảo quản. Nói uống vô thì những người tiêu dùng thì người ta cảm nhận là nó có cái hương thơm của vị chanh. Đặc biệt ra cái sản phẩm thứ hai là cái rượu mà mình đang đăng ký đó, là KB đó, thì nó có là một thêm là cái mật ong. Đó, sản phẩm đó hiện nay mình được là bên Hàn Quốc là người ta đã ok rồi. Nhưng mà vì bệnh dịch này cho nên là nó có điện qua nó bảo mình là thông cảm là sau cái Tết là này thì nó sẽ tiến hành nó qua nó ký hợp đồng với mình. Huyện Thạnh Hóa có diện tích trồng chanh khá lớn, vì vậy sản xuất rượu chanh có thể giúp cho bà con có phương án tiêu thụ một lượng lớn chanh thương phẩm trên địa bàn tỉnh cũng như là các khu vực, và cũng hướng đến việc hỗ trợ đầu ra của chanh thương phẩm một cách đều đặn cho người nông dân trong thời gian tới.